Bị gãy anh. Gãy bắt đầu cánh rồi. Gãy bắt đầu cánh rồi. Carbon này. Nào kiểu quả đấy nào xuống hơi mạnh. Mạnh quá. Đâu? Hiện tại bây giờ là mình đang có mặt tại bãi ở sông Hồng nữa các bạn này. Hôm nay là buổi giao lưu này các bạn nhìn này. Đấy. Rất nhiều diều thả luôn. Bây giờ mình sẽ vòng ra đằng đầu này để xem mấy con diều này nhá. Chỗ này mấy con diều kiểu dạng như là diều dù à, dù lướt à. Nhiều loại diều. Bây giờ đi sang mấy anh em diều sáo đi. Ở đây thì đấy, các bác ở đây chơi toàn dù lướt. Toàn dù lướt thôi. Đây là dù lướt. Còn đi sang bên kia thì sẽ sang bên khu diều sáo. Đổ sang bên này diều sáo. Giờ xe đỗ ở đây nhá. Dựng xe ở đây xong rồi đi nhìn này. Đó. Mắc. Anh ơi, hôm nay ở mình ở đây giao lưu ở Hà Nội anh? Không, hội chơi thôi. À, hội chơi thôi ạ. Ở đây là hình như em thấy chủ nhật tuần nào cũng chơi đúng không anh? Ừ, có gió là chơi. Vâng. À, các bác có thể nhìn này. Anh em nhìn ở đấy, đang thả con đại trà. LV à? Rồi bây giờ mới lắp. Giờ mới lắp vào chơi hả anh? Vâng, con này vừa mới làm xong. Vừa làm xong ạ? Vừa bót. Con này tí chắc đóng quả cổng 3 ạ? Cổng 3. Ở đây thì mình vừa mới hỏi qua bên các anh ấy thì ở đây là hội chơi. Chứ nói chung là chủ nhật tuần nào thì ở đây là cũng anh em tổ chức để chơi ấy. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy này, dọc ở đây là gọi là rất nhiều thể loại diều luôn, từ diều lướt này, các bạn có thể nhìn lướt này, đấy, nhìn chưa? Đây anh em có thể thấy là đây là đội dù lướt, lướt, nhìn trông hay phết. Ở trên mình đứng ở đằng trên cầu thì mình nhìn thì cứ nghĩ là thả mấy cái loại diều bạch tuộc ấy, nhưng không phải, đây là đội chơi dù lướt các bạn ạ. Dù lướt này gọi là đây anh em tập đấy trông hay phết. Ta hỏi anh xem con này gió to thì nó có kéo được cả người đi không anh? Trên cao đúng không anh? Vâng. Ở đây có nghĩa là mình đang tập đúng không anh? Ở đây chắc là chơi đội chơi đúng không anh? Đăng ký học. À đăng ký học ạ? À? Có thầy dạy ở đây anh? À thầy kia ạ? À. Còn bao giờ có dù riêng? À dù này của dù của bên chỗ thầy dạy đúng không ạ? Một khóa học ở đây có đắt không anh? Không, 10 triệu. 10 triệu một khóa khoảng bao lâu anh nhỉ? 8 buổi tập. 8 buổi tập dưới đất với lại là ở độ cao thấp, còn 10 buổi bay thử. À vâng. Em nói chung hôm nay là đi nhìn thấy ở dưới này mọi người như thả diều với cả chơi này hay quá nên là tìm xuống dưới đây quay tí. Vâng, cảm ơn anh nhé. Đấy, chắc đây thầy rồi. Thầy dạy môn dù lướt. À, con gái. Cái món này là mới nhá. Mình chưa đi quay thử cái món này đâu các bạn ạ. Cái món này là nó kỹ thuật của nó yêu cầu rất là cao. Các bạn thả cái đu cái này xong các bạn sau này còn kiểu ở trên các cái bãi gọi là những cái núi nữa các bạn có thể lướt xuống được. Thầy dạy. Gái chơi cái này là hơi
Đấy các bạn nhìn kìa. Đấy. Ôi da, kéo cả người đấy. To. Đu luôn. Này đu chắc là bắt gió. Đầu kia cũng có một vài con. Một vài con kia chơi lâu rồi. Chắc chị này mới chơi. Mà là Hàn Quốc à. Hàn Quốc cắm trại ở đây. Anh ơi, đây là mình tập giữ rồi anh. À, tập cất cánh á. À, tập cất cánh. À vâng. Bao giờ giữ mà nó ở trên đấy càng lâu là đạt đúng không anh? Nó phải đưa dù lên đỉnh đầu cân, sau đó thì chạy giống cái động tác cất cánh lượn trên núi. À vâng vâng. Khoảng 10 mét, sau đó thì tốt cái động tác đấy thì lên núi cao bay. Vâng ạ. Thấy cái môn thể thao này nó cũng rất là hay. Đấy các bạn nhìn này. Đi sang bên này, ôi đấy cũng con gái chơi các bạn ạ. Ê, ở đây nhiều con gái chơi thật đấy. Cái món này là đừng nghĩ là bảo có anh em chơi đấy nhá, chị em chơi cũng ác luôn này. Bây giờ xem chị chơi. Chị che nắng nhiều quá. Đây là một khóa học mà như anh ấy bảo là một khóa học là 10 triệu. Có mười mấy buổi đấy các bạn ạ. Còn đây là chắc là những cái buổi mà tập cất cánh ở dưới đất. Đây các bạn nhìn này. Nghe lại như các anh ấy làm là rất là thành công luôn. Chắc là lâu rồi. Nó giữ được rất là ác luôn. Đây rồi. Đây. Anh này chắc chơi lâu rồi. Chơi lâu rồi, giữ được như này. Chứ còn bình thường như người khác mới chơi thì chắc không giữ đâu các bạn ạ. Đấy. Chơi rất là lâu rồi. À kìa còn bay. Anh này chơi rất là lâu luôn này. Các bạn nhìn thấy chưa? Chơi rất là lâu luôn. Đấy, ra qua xem chị này, chị lên cất cánh nhá. Thì hôm nay thì nói chung là mình ở đây thì mình có thể quay cho các bạn xem là một số cái diều và một số các cái dù vậy thôi. Tại vì nói chung là hôm nay mà liên quan đến vấn đề mà cũng được đấy. À, đây chắc thầy dạy. thầy dạy. Nắm dây quá nhỉ. Nhìn rất nhiều dây luôn các bạn. Ở đầu kia là đang có một con diều để cho lên này các bạn ạ. Ấy. Mấy anh này chắc chơi lâu rồi. Các bạn có thể nhìn thấy. Giữ rất lâu. Bây giờ mình sẽ đi ra cái khu diều sáo các bạn nhé. Giờ đi sang khu diều sáo kia để thêm anh thả cái thả diều sáo trên nhá. Ok, giờ chạy đây. Chạy thôi. Bị gãy anh. Gãy bắt đầu cánh rồi. Gãy bắt đầu cánh. Carbon này. Nào kiểu quả đấy nào xuống hơi mạnh. Mạnh quá. Đâu? Gãy đâu? Đi mất cái lấy cánh kiểu gì? Thay carbon thì nó đơn giản hơn là diều tre. Mình mua thanh mình thay nó dễ hơn. Đi bắt buộc cánh. Lan trên. Cấy một lan trên thôi. Thôi thả con khác thôi vậy. Vẫn còn con nữa. Hơi phí. Ơi sáo hình như cũng gãy cọc rồi sao thế này. Ôi gãy cọc luôn. Không. Nhưng mà chỗ này lao lúc đấy là mình chắc là căng tay quá. Nếu mà đối dây nữa không? Bình thường mình thả tay ra thì nó đỡ hơn. May không vớt quả sáo nào nhỉ. Chỉ gãy cọc thôi là được, không sao. Hoa đẹp. Ô
kéo thả buôn dây. Ở đây mấy anh em thả từ sáng à hay là mới chiều nay mới đi thả đây? À vừa ra. Bãi này thả thì không sợ dây điện dây điếc gì, thả ngon. Uy tín luôn. Gió bên bắc bên kia nó qua cầu họ hay chửi. Vâng. Hay hay đợt nọ mấy chút dây qua cầu. Đấy bố con. Thay cọc khác nó cũng đấy hơn. Thôi về vót cái cọc sáo khác. Cái carbon thì nó nhẹ nhàng. Gập luôn đấy. Ở đây cái bãi này nói chung là cuối tuần là đủ thể loại nhỉ. Từ cắm trại lẫn diều mấy các thứ. Nói chung là mỗi anh em một góc. Đấy. Con này cũng carbon đây. LV à đâu Adidas. Adidas. Adidas 5 ngược à. Nắp của này thì không biết là có lấy được không. Áo nó không cân lắm. Con kia tụt dây thì sao ấy? Xuống luôn kìa. Xuống luôn kìa. À. Cắm đầu luôn rồi. Tầm này rồi đấy, căng đi anh. Thít luôn, gió to. Các bạn đừng nghe kêu. Cũng ác đấy. Cũng ác đấy, con này ác đấy. To thít luôn. Ok, giờ sẽ vòng sang đầu này nhá. Vòng sang đầu này để xem mấy cái con kia nhá. Con đen là cất rồi anh. Con đen vừa bị... Về vườn rồi. Về vườn à? Phát lên luôn. Ở trên kia có con carbon nó gãy lan trên. Gãy đầu lan trên. Quập luôn. Thả sáo gãy cọc mà. May không mất cái miệng nào thôi. Cục chốt đây. Đấy, đều xanh ấy. Tối quá nhìn ra nó hơi mờ. Xem căng. À mình ăn. Wow. Chắc ấy. 2m6 đấy. Diều 2m6 mà như này là căng ấy. Căng đét luôn. Ở đây có mấy con diều áo rất đẹp. Con kia này con đại trà kia cũng đẹp. Kia là con chủ nhật đấy. Con đại trà kia áo đẹp. Đẹp. Con đấy mấy mét đây? Em liên của đội khác. À của đội khác. Bây giờ công nhận đây ra chủ anh đại trà hỏi vậy. Áo con đại trà đẹp, mình nhìn con đại trà rất là đẹp luôn. Bây giờ đi ra hàng đầu này. Con đại trà của bác mấy mét đấy? 3 mét. 3 mét à? Em nhìn quả áo ở trên đẹp thật. Đấy, áo nhìn lên đây nhìn rõ hai cái mắt luôn. 3 mét gió tầm này thì nó kéo cũng ghê đấy. Nó kéo cũng dã man. Của anh là carbon hay diều tre? Đại trà mà chơi carbon là cũng căng đấy. Sao nào? Wow, carbon nặng 3 mét. Như quả áo của bác là bao tiền quả áo đấy? Cái này anh Tiến anh may à, in cho à, in Nam cho. Nó lại may cho chẳng mất đồng nào. À thế. Nhưng mình thả ở đây hay chơi đến khoảng mấy giờ anh? Ở đây thì vô cùng lắm. Nhưng mà tầm 11 giờ là về hết. Vâng. Tầm tối đây thả mát sướng. Gắn thêm đèn vào nữa là chơi ok. Không ngại. Đây hôm nay em mới vòng ra khu này. Tại vì bình thường ra trước này em hay đi về các cái khu ở dưới quê ấy. Thì là thả nhưng mà nó không có bãi rộng như này đâu. Chơi ở đây công nhận là thích thật.